Nguyên à. Ê rồi anh em nhé, anh em biết đang làm gì đâu, cảnh cái rồi nhá. Nguyên đập đập luôn cho em đi nhanh. Đấy, các bạn thấy không? Sao là hai màu? Màu trắng trong đều chấp trắng hết. Đấy. Từ cậy kéo đất mạch em ạ. Từ kéo đất mạch. Vừa cắt thôi. Không phải đâu, để nguyên cái đấy cho anh. Đấy, rồi là mình đang đập này ra để lấy cái mạch bên trong rồi thôi anh em nhé. Đập mạch bên trong rồi thôi, để mình lấy cái mạch này rồi cho nó chớp thôi. Còn cái bên ngoài thì gần như là bỏ mà. Đấy. Đèn mới cứng luôn các bạn nhá, đập luôn. Các bạn biết làm gì không? Đây đang chế đèn LED chớp ở trên Hyundai HD210, HD240 nhá, thì nó đều điện 24V. Lấy cái chớp bên trong các bạn, lấy mạch bên trong thôi để cho nó chớp. Anh em mình đang cậy cái đèn các bạn nhá, để đút được vào vừa đèn đây, lắp đèn hậu đây, lắp đèn lóc đây các bạn này. HD10, HD40 xịn luôn này. Đấy, anh em độ cái này vào trong này. Đấy, cho nó chớp, buổi tối nó sẽ chớp điên loạn luôn. Đấy các bạn thấy không? Chớp lóe lóe lóe. Đấy. Thì ngon luôn, chiền thế thôi. Thế được em ạ. Ok đấy. Rồi, led luôn thì yêu luôn, chỉ sợ nó thi cái này vào. Một là anh em cắt, hai là anh em anh bẻ làm sao cho nó đặt vừa trong lòng này được các bạn, là buổi tối nó sẽ lóe. Để sân bay lên, tí lên bật đèn các bạn biết ngay mà. Đèn lóc đôi, lắp đèn lóc xịn là xịn mô bít thằng theo xe anh em nhé. Đây, xịn mô bít 100% đây. Đấy, anh em mình đang chế cho nó vào đúng cái gọi là cái lòng bên trong của nó để cho nó được chớp anh em ạ. Đây, tí đấu dây là xong, nó chớp bắn loạn đây các bạn ạ. Rất là bền luôn, mà chớp này chớp của tàu nó này rất là bền. Mạch rất là bền luôn các bạn. Bền mà đẹp nữa. Anh em nhá, đấy sau khi đấu một mát một lửa các bạn cứ đấu ở nhà cho mình nhá. Xong rồi đây các bạn nhìn này, đấy các bạn nhìn này. Đấy các bạn đấu hai cây này là một, và cái dây đen thì các bạn cho vào dây mát thì nó sẽ chớp như này. Đấy anh em nhá. Đấy là đây luôn. Đấy tele luôn các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn này, đấy tele luôn. Đấy, rất là đơn giản luôn anh em. Đấy các bạn nhớ nhá, hai dây là dây hai dây lửa. Và một dây thì là dây mát. Đấy nó sẽ sáng như này. Đấy tele luôn. Đó, nói cho anh em nhét dây gọn gàng vào phía dưới đó các bạn ạ. Thế là xong. Hiện tại cái đèn lóc này thì nó sẽ có là Hyundai X8 này, Hyundai HD10 này, HD40 này. Rồi là Hyundai Chago này, Hyundai HD320 này. Đấy, sau đó các bạn bắt vào cho mình là xong. Đấy, hôm nay thay luôn lắp mới anh em nhá. Thay luôn lắp mới luôn. Đấy, luôn lắp mới. Đấy, ngon luôn, yêu luôn các bạn ạ. Đấy, đôi lắp này cũ và vỡ hết rồi ạ. Đôi lắp này cũ hết rồi. Lắp này gồ. Hay chưa đúng chiều? Hay là chiều kia lên trên? Hay chiều này lên trên em? Hay chiều không. Chiều này lên trên này? Đúng rồi. Đúng không? Đúng chiều này không? Cắt cụt đi thì nữa thì bản hai lắp vào xong là xong rồi anh em. Đấy, buổi tối nó chớp tán loạn đây các bạn lên rồi nhé. Buổi tối thì các bạn mới thấy nó chớp điên loạn, còn buổi ngày các bạn không thấy nó chớp điên loạn đâu. Buổi tối các bạn mới thấy nó chớp lóe nhiều. Đấy các bạn nhìn nào. Đấy các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Ok. Đấy, yêu luôn các bạn nhá. Tới tay em ạ, không phải vỡ. Rồi. Cây chỗ này là nó như kiểu nó bị hở răng hay sao ấy, hay là chưa vào hết đây. Đấy như thế nó mới vào. Nó hơi hở răng bên này. Đấy các bạn thấy không? Tối nó sẽ chớp chớp này. Đấy. Ok anh em nhá, anh em mua đèn lóc anh em ủng hộ mình nhá. Số nhà 110 đường Đỗ Mười, phường Yên Sở của Long Mai luôn. Thủ tục của tôi Nhật Đức 0978823083 và 0978820038. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Hiện tại thì cái đèn lóc này thì nó rất là nhiều dòng xe anh em nhá. Hyundai HD10, Hyundai HD240, Hyundai 5 tấn, Hyundai X8. Đấy, bản đủ bản thiếu. Anh em mua anh em ủng hộ mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Anh em nhớ vào số nhà 110 của mình nhá. Số nhà 110 đường Đỗ Mười anh em ơi. Số nhà 110 đường đúng không em trai đấy thì...